Phật dạy tất cả đều do chính tâm tạo. Mong cho tất cả chư vị hãy trôi luyện tâm lực của mình vững vàng, chí hướng của mình vững vàng, ý nguyện vãng sanh vững vàng. Một đời này chúng ta vượt qua tất cả ách nạn để trở thành một vị Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Bất thối thành Phật, nhất định nhé chư vị, dẫu cho khổ nạn tới đâu, dẫu cho oán hờn tới đâu, dẫu cho tội nghiệp tới đâu, một câu A-di-đà Phật có thể giải quyết toàn bộ. Niệm Phật vãng sanh là con đường ngắn nhất giúp cho chư vị thành tựu đạo quả, thoát vòng luân hồi khổ nạn đó. Nam mô A Di Đà Phật.